Chào mọi người đã quay trở lại với An trong một loạt các video clip mà hợp các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Hôm nay lại quay trở lại với mọi người trong một cái video clip nữa, trong cái chuỗi video clip mà mở hộp các sản phẩm vitamin C đến từ nhà Bialenda. Đây là cái sản phẩm cuối cùng, đây là cái sản phẩm kem mắt trong cái chuỗi video của mình mà mua nguyên một bộ sản phẩm này. Thì thực ra nguyên cái bộ bio vitamin C này của hãng thì còn có cả toner với lại kem body nữa, nhưng mà mình thấy mấy cái đó không có cần thiết cho nên mình chỉ mua serum, kem dưỡng và kem mắt thôi. Đấy, những cái sản phẩm như vitamin C body trong cái dòng đó thì mình không có mua, mình chỉ mua những thứ cần thiết thôi. Trước mặt mọi người đang là cái chai kem mắt. Thực sự không phải là cái chai mà chỉ là một cái tuýp thôi ạ, một tuýp kem mắt thôi. Nhưng mọi người thấy nguyên cái bộ này nè, giống như những cái sản phẩm trước như serum hoặc là kem dưỡng, họ đều hướng đến cái thành phần từ tự nhiên, từ thiên nhiên. Và cái kem dưỡng sáng da vùng mắt này thì có chiết xuất tự nhiên luôn. Rồi anh sẽ mở cái hộp ra liền luôn bây giờ để coi thử cái tuýp kem nó như thế nào. Đây ạ, nhân vật chính. Nó đã bị bung nắp rồi. Cái bạn này là 15ml mọi người. Đây. Cái kem dưỡng sáng da vùng mắt này có chiết xuất từ tự nhiên và có rất là giàu vitamin C mọi người. Sản phẩm có chứa đến 97% nguồn gốc từ thực vật lành tính nè. Chiết xuất chính là acerola và plum kakadu, giàu vitamin C, chống oxy hóa. Thì bởi vì nó chung một bộ cho nên thành ra cái sản phẩm nào họ cũng bỏ chung mấy cái thành phần nó vô hết á. Tuy nhiên thì kem mắt này nó vẫn có những cái khác biệt ở chỗ, đó là ngoài cái khả năng giàu vitamin C chống oxy hóa ra thì nó còn làm sáng quầng thâm mắt nữa, bởi vì chuyên của nó là kích thích sản sinh collagen và elastin, giảm quầng thâm ở mắt. Ngoài ra bên trong thì còn có chiết xuất lô hội, giàu vitamin A nè, vitamin E và có thêm một vài cái khoáng chất để giúp dưỡng ẩm sâu và cải thiện độ đàn hồi ở quanh cái vùng mắt. Trước đây em cũng đã có mở hộp một vài cái tiếp kem mà gọi là giảm thâm mắt. Tuy nhiên thì đã nói thẳng luôn đó là mấy cái tiếp kem mà giảm thâm mắt thì rất là khó, họ chỉ là hỗ trợ để giảm thâm mắt thôi. Thực ra ở phía dưới cái mắt của mọi người có rất là nhiều cái dây thần kinh, và nếu mà ai mà đã hay làm đêm mà gọi là bị thâm sẵn rồi thì rất là khó điều trị. Cái đó là chỉ có thể đi tiêm thôi, đi đến mấy cái thẩm mỹ viện để tiêm thôi, nhờ bổ trợ tiêm thôi nó mới giảm thâm mắt thôi. Còn thực ra những cái sản phẩm này nếu mà sử dụng thì mình nghĩ là nó cũng không có công hiệu lắm, nói thẳng ra ngay từ ban đầu là như vậy. Nhưng mà mình không có điều kiện mình đi tiêm thì mình có thể mua về để xài ấy. Kiểu như nó cấp nước, nó cấp ẩm đủ rồi thì da của mình nó sẽ dịu đi được một tí xíu ấy. Ngoài ra bên trong thì còn có caffeine nữa. Cái thành phần là điều hòa cái sự hình thành sắc tố ở vùng mắt, tức là giảm cái vùng đen một tí xíu ấy. Bên trong còn có dầu quả bơ, vitamin E, dầu đậu nành, squalene, ceramide. Đây là những cái thành phần mà gọi là dưỡng ẩm cho mắt thôi, làm đầy với làm mờ các nếp nhăn. Bên trong còn có titanium dioxide giúp tăng cái khả năng bảo vệ vùng da khỏi tia UV. Đấy, nói đến đây thì mọi người có thể hình dung được và có thể nhớ được những cái clip trước của An có nói là tất cả các sản phẩm của bio đều có thể dùng được cho cả ngày và đêm ấy. Nước ở bên trong thì rất là thấp. Nước ở bên trong cái sản phẩm này cũng có nhưng mà rất là thấp. Cái sản phẩm này thì nó giàu cái hoạt chất và chống oxy hóa mạnh mẽ hơn. Nó được khẳng định là giảm quầng thâm mắt rất tốt, nhưng mà mình chưa có sử dụng nên mình không có biết. Nhưng mà mình chắc chắn cái sản phẩm kem mắt như thế này nó sẽ không có hiệu quả lắm đâu mọi người. Cái bảng thành phần chính ở bên trong sản phẩm nó có công bố luôn ở phía ngoài luôn mọi người, rất là rõ và chi tiết ạ. Rất rất nhiều luôn. Đây, rất rõ. Và mình thích ở cái sản phẩm này ở chỗ là các chồng của Bilenda thì họ đều có công bố rõ cái bảng thành phần này, hướng dẫn sử dụng cũng như là đưa luôn cái hình ảnh vào cho mọi người dễ hình dung sử dụng ấy. Các thành phần chính là citrus acid, chính là cam, chanh, vitamin C nè. Rồi persil, avocado oil, coco caprylate,
tocopherol, vegetable oil, nói chung là những cái thành phần tự nhiên thôi mọi người. Rất là lành tính mà mọi người có thể sử dụng. Và đặc biệt nha, những cái sản phẩm vitamin C này của hãng rất là thơm mùi vitamin C luôn, nên mình nghĩ là ở bên trong rất là đậm mùi á. Cực kỳ thơm luôn. Nguyên cái bộ bio vitamin C này của Bialenda thì họ đang hướng đến cái độ tuổi từ 40 trở lên. Cho nên các bạn mà ở dưới cái độ tuổi này thì mình nên dùng cái bộ vitamin C khác của hãng. Với 2% glycolic acid và vitamin C thì cái đó là phù hợp hơn cho cái độ tuổi của các bạn. Chứ còn cái bộ này thì nó dành cho những cái độ tuổi từ 40 trở lên, bởi vì nó còn có chống lão hóa nữa. Ở cái độ tuổi này thì mình sử dụng theo cái phù hợp theo cái bộ đó thôi, chứ mình không nhất thiết gì là mình phải mua những cái này về sử dụng.